Vâng, kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp qua đồng hồ Tà Tấn vào khung giờ 12 giờ trưa hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, thì đội ngũ kỹ thuật đồng hồ Tà Tấn sẽ phát sóng vào 12 giờ trưa thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần để gửi tới quý vị và các bạn những người ưa thích những cỗ máy thời gian, những chiếc đồng hồ cổ để có một cái sân chơi rất là bổ ích. Đồng hồ Tà Tấn muốn tri ân tới tất cả quý vị và các bạn, những người đang sở hữu những cỗ máy thời gian, những chiếc đồng hồ cổ của gia đình nhà mình. Nếu không may nó có vấn đề gì trục trặc thì quý vị và các bạn comment trực tiếp, Văn Phạm là người đồng hành với quý vị và các bạn. Vâng, bác Văn Phạm, trong cái số phát sóng lần trước thì có một bác có hỏi về cái mặt đồng hồ mà nó bị ố hay là nó bị hoen gì, thì có cái kinh nghiệm nào để mà khắc phục, để mà phục chế cái mặt đồng hồ đấy, cho nó nhìn cho nó sạch sẽ và đẹp hơn không? Và có hai cái loại mặt là mặt số in và mặt số nổi, thì tùy từng cái loại mặt thì mình xử lý như thế nào? Xin bác Văn Phạm chia sẻ một chút kinh nghiệm của mình ạ. Vâng, báo cáo quý vị và các bạn thì tất cả những cái đồng hồ trừ mặt số men thì không nói. Còn tất cả các cái loại mặt đồng hồ nói chung đều được phủ một cái lớp sơn rất là xưa, xa xưa, thì nó bám bẩn này hoặc nó hoen ố. Và bây giờ quý vị và các bạn muốn xử lý cho nó sạch thôi quý vị nhá. Cần xử lý cho nó hết thì hơi khó. Một là nó xước, thì cái thường thường cái chất liệu của cái mặt số nó làm bằng nhôm, đa số là như thế. Còn quý vị và các bạn là phải vệ sinh và lau chùi cái mặt số đó, thì Văn Phạm nói thật là tránh hóa chất quý vị nhá. Tất cả các cái hóa chất lau sơn là đều không lau được, lau lên là nó sẽ bị nhè số và nhè những cái phân chia kia phút, thì quý vị và các bạn đừng lấy hóa chất. Đấy là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai, nếu quý vị và các bạn lau chùi thì mình chỉ lấy giấy ướt lau một lần cho nó ẩm, và lấy giấy khô lau trên cái bề mặt sơn cho nó sạch cái bụi bẩn hoặc là cái ố, nó đi được phần nào thì tốt phần ấy. Chứ còn thực ra cái những cái mặt đồng hồ như thế này mà nó đã nhuộm màu thời gian, mà nó đã bị hoen ố rồi, thì quý vị và các bạn cũng đừng nên lấy những cái loại hóa chất như cana các thứ thì lau. Quý vị và các bạn lau là nó sẽ bị nhè quý vị nhá. Tất cả những cái hóa chất mà giãn sơn là không lau được trên mặt số đồng hồ, mà mình chỉ có vệ sinh bằng cái sạch sẽ, bằng giấy ướt và giấy khô, lau hết một lần giấy ướt nó ẩn ra và lau giấy khô thì nó được phần nào tốt phần đó. Đấy là cái kinh nghiệm của những người chuyên xử lý những cái mặt đồng hồ hoặc xử lý những cái cỗ máy đồng hồ cổ. Thì thực ra quý vị và các bạn nên hiểu là những chiếc đồng hồ nó có tuổi đời rất là lâu rồi, thì trong cái thời gian mình sưu tầm mình chơi thì nó cũng có những cái hoen ố, hoen rỉ, hoặc là nó bị phai màu sơn, rồi nó tất cả mọi cái vân vân. Thì quý vị và các bạn vệ sinh chỉ bằng cách đó thôi. Còn những cái chiếc đồng hồ quý vị, cái mặt số nổi thì nó có hai dạng, dạng số cài và dạng số gắn. Thì thường thường ấy là những cái 62 thì thường thường nó rơi vào cái mặt số gắn keo là nhiều, thì bây giờ nó bị bong hoặc nó rơi hoặc nó hoen ổ ố thì rất là khó để xử lý lại những cái mặt như thế. Thì nếu mà nó rơi kim thì chắc chắn là phải gắn bằng keo thôi. Còn mặt chân cài thì nó dễ rồi, nó chỉ nó có lỗ chân cài. Quý vị và các bạn vệ sinh và khéo một chút tay thì mình sẽ có cái mặt số sạch sẽ để mình chơi. Chứ còn nói làm lại mà đẹp như mới là khó. Vâng, đấy là cái chia sẻ rất thật lòng của Văn Phạm gửi tới quý vị và các bạn. Vâng, cảm ơn một cái ý kiến của một bác vừa cái hỏi là lau chùi mặt số như thế nào. Vâng, chân thành cảm ơn. Có câu hỏi của vị khán giả bác Hữu Minh Nguyễn. Chào bác, đồng hồ em đánh giờ nhiều nhất là 4 cái thôi ạ. Đồng hồ vừa đét. Đây là câu hỏi của bác Vũ Minh Nguyễn. Bác cũng nói cụ thể là cái đồng hồ của bác là đồng hồ vừa đét, và nó chỉ đánh chuông giờ có nhiều nhất là được có 4 cái thôi. Thì bác Văn Phạm chia sẻ giúp bác Vũ Minh Nguyễn cũng như quý vị khán giả cái cách kiểm tra, khám bệnh và khắc phục những tình trạng như thế này của chiếc đồng hồ. Vâng, cái đồng hồ của bác thì thực ra bác tả là bây giờ nó chỉ điểm giờ, nó chỉ điểm được 4 cái thôi, hoặc ít hơn, nghĩa là không quá 4 cái. Thì trước tiên đây là một chiếc đồng hồ Văn Phạm làm demo thôi.
thì bắt buộc bác phải tháo kim này. Khi bác tháo kim xong, bác tháo mặt để bác kiểm tra bác nhá. Và văn phạm làm luôn để cho bác xem cái cách kiểm tra tại sao cái đồng hồ của mình nó lại bỏ điểm giờ mà nó chỉ điểm giờ được 4 cái thôi. Đây bác, các bác xem các bác sẽ biết tháo kim ra và nó có ba cái chân cài, chân phe cài, thì quý vị các bạn rút ba cái chân phe cài ra như thế này. Rồi mình sẽ dỡ cái được cái mặt ra bình thường. Thì khi mình tháo cái mặt ra nó lộ toàn bộ mặt của chiếc đồng hồ ra như thế này. Thì cũng là một ý câu hỏi chắc là nhiều bác quan tâm. Thì về cái điểm giờ, thì điểm giờ nó bây giờ của bác ấy là điểm giờ bác đang nói là nó chỉ có điểm được 4 tiếng thôi. Nó không điểm được nhiều nữa. Thì cái nguyên nhân là tại sao và vì đâu mà bây giờ phải cân chỉnh như thế nào? Thì văn phòng làm một cái gì rất là cụ thể. Tuy rằng nó hơi mất thời gian nhưng mà đã chỉ cho quý vị và các bạn thì nó phải cụ thể thì quý vị và các bạn mới làm được. Thì tính của văn phạm tế thì quý vị và các bạn rất thông cảm, những người hỏi câu hỏi tiếp theo thì từ từ văn phạm sẽ trả lời tiếp. Thì đây là nguyên văn một chiếc đồng hồ tháo ra như thế này. Bác xem nhá. Thì cái bộ phận điểm giờ, trước khi cái bộ phận điểm giờ nó rơi xuống thì cái lược này nó rơi xuống này. Đó, cái lược này nó rơi xuống. Thì tại sao cái lược nó rơi xuống mà nó lại đánh đúng theo với cái thời gian thực là giờ? Văn phạm sẽ cho một cái kim giờ vào để cho quý vị và các bạn xem chơi và sẽ biết được là cái thời gian thực là nó đánh như thế nào cho chuẩn. Thì văn phạm sẽ lắp một cái kim phút giờ vào và kim phút vào. Thì cái nguyên lý của chiếc đồng hồ khi là kim phút nó phải chỉ vào số 12. Và cái khung giờ như thế, ví dụ đây là khung giờ 9 giờ thì nó sẽ đánh 9 cái mà nó mới chuẩn. 10 giờ đánh 10 cái, thì đây văn phạm làm demo để cho bác biết. Thì trên một cái lược này quý vị và các bạn là nó chia 13 răng. Thì nó có 12 răng hoạt động, nghĩa là cái con số là nó chỉ 10 khung giờ 12 giờ là nó có đánh 12 răng và nó kéo lên 12 răng để búa đánh 12 nhịp. Là 12 tiếng. Thì tại sao nó lại kéo được 12 răng hoặc một răng? Thì nó liên quan đến một cái quả đào lệch. Quý vị và các bạn nhìn trước này. Đây là một cái quả đào lệch. Cái quả đào này nó có từng rãnh một, từ rãnh cao nhất đến rãnh thấp nhất. Thì nó cũng đồng nghĩa với là cái rãnh thấp nhất này của nó là 12 giờ và rãnh cao nhất là 1 giờ. Quý vị và các bạn hiểu như thế thì quý vị và các bạn mới chỉnh được. Thì bây giờ của bác ấy là khi bác quay, đến khi nó điểm giờ nó chỉ điểm được 4 cái thôi, nó không vượt quá được. Thì nó có mấy cái lý do như sau. Cái lý do thứ nhất là cái lược điểm giờ này, cái lược căn giờ từng cái răng này nó rơi xuống một cái số nhất định, nghĩa là nó không rơi xuống được nữa. Một là nó kẹt cái lược này, quý vị và các bạn lưu ý, nó kẹt cái lược, nó chỉ rơi được cái mức độ đó, nó không rơi đủ 12 răng nữa. Hai nữa là cái đuôi lược này nó chèn vào cái quả đào lệch này, khi nó chạm đến cái quả đầu lệch là nó cũng không rơi xuống được nữa. Cái rãnh sâu nhất thì nó cũng không thể đánh được đủ cái số giờ 12 giờ. Thì các bác để ý kỹ thì các bác sẽ biết. Đây văn phạm sẽ mở để quý vị và các bạn. Đây là cái khung giờ 9 giờ quý vị này. Đó, nó phải rơi được hết cái lược này xuống thì nó sẽ đánh đủ 9 giờ. Đó, đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái điểm giờ. Tại sao nó lại có cái lược và đuôi lược thì nó chặn lên cái quả đào lệch này. Mà trên cái quả đào lệch này nó có cả 12 khung. Thì nó cũng tương ứng 12 giờ. Cái rãnh cao nhất là 1 giờ và sâu nhất là 12 giờ. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó như thế. Bây giờ của bác ấy mà nó chỉ có đánh bất biến là 4 tiếng thôi. Nghĩa là giờ nào bác nói comment đây là nó 4 tiếng thì bác kiểm tra nhá. Bác kiểm tra cái lẫy mở lược này, nó có rơi được tự do không? Hay là nó rơi nó kẹt? Ba nó là chân lược này nó kẹt với cái quả đào lệch này. Bác kiểm tra đó là bác sẽ nắn chỉnh. Thì cho nó vào cái quỹ đạo của nó là ok. Bác nhá. Vâng, cảm ơn ý kiến của bác. Thì có một câu hỏi của vị khán giả là bác Khả Tình. Chào hai bác, cho em hỏi chút cách tháo và lắp dây cót ra khỏi nồi cót. Và vệ sinh lau rửa bằng gì cho sạch ạ? Vâng. Thì văn phòng sẽ lấy một cái demo để gửi tới quý vị và các bạn là một chiếc đồng hồ tháo cót ra vệ sinh.
thì phải tháo như thế nào và lắp như thế nào, thì Văn Phạm sẽ lấy một cái đồ để gửi tới quý vị và các bạn là nguyên văn một cái ổ quát. Và bác Hữu Minh Nguyễn có gửi lời cảm ơn các bạn cái cách tháo cái ổ quát này và tra vào cái ổ quát như thế nào. Thì Văn Phạm làm demo thôi nhá, quý vị và các bạn xem, vừa xem chơi mà quý vị và các bạn cũng có thể biết được cái cách mình tháo một cái ổ quát ra để mình vệ sinh này, rồi mình lau rửa cái ổ cót như thế nào cho nó đúng cách trên một chiếc đồng hồ. Thì Văn Phạm cũng chuẩn bị một cái dụng cụ đồ demo rồi, thế nhưng mà Văn Phạm sẽ tháo một cái đồng hồ này ra để cho các bác xem chơi, và muốn tháo một cái ổ cót ra thì bác hỏi để vệ sinh như thế nào. Thì trước tiên quý vị và các bạn phải tháo mặt, tháo kim tháo mặt như thế này. Tiếp theo đó quý vị và các bạn là gì ạ? Xả cót. Cái này là cái bắt buộc quý vị nhá. Quý vị và các bạn còn để cái cót nó căng ấy, thì quý vị và các bạn chớ nên tháo cót nhá. Nó rất là nguy hiểm. Nó khi nó tuột khỏi cá rồi là nó bật, một là gãy trục, hai là cong trục, ba là móm bánh dè. Nó rất là nguy hiểm cho quý vị và các bạn tháo ổ cót. Thì quý vị và các bạn xem đây, quý vị và các bạn sẽ biết được cái cách tháo một cái ổ cót để lau dầu như thế nào. Thì Văn Phạm sẽ làm, thì quý vị và các bạn để ý. Trước tiên quý vị và các bạn đút tay cót vào để làm gì ạ? Để quý vị và các bạn xả cót. Thì trên một cái ổ cót này nó có một cái bánh xe ngược chiều đóng một chiều. Nghĩa là cót lên thì nó sẽ cá nó sẽ đóng vào. Thì quý vị chỉ việc là đưa cái tay cót này vào. Quý vị và các bạn xả cót là khi mình quay lên, mình nhấc cá lên. Quý vị nhá, quay lên và rất là nhịp nhàng thì quý vị với các bạn mới xả được cót. Mình nhấc cá và nhả lại và bỏ cá ra. Cứ nhịp nhàng như thế, quý vị và các bạn sẽ xả được toàn bộ cái ổ cót này ra bằng không. Văn Phạm đang xả cót đây, quý vị và các bạn để ý kỹ thì quý vị và các bạn làm được. Mình rất nhịp nhàng nhá, chắc tay nhịp nhàng cẩn thận. Mỗi một lần nâng lên như này thì mình kéo cái cá xuống và giữ cho nó quay lại, tay cót lại thì quý vị và các bạn sẽ xả được. Đây là Văn Phạm đang xả một cái ổ cót mà đã lên đồng hồ đang hoạt động, thì phải xả bằng không. Khi quý vị xả bằng không, mình ấn cá xuống, tay quay nó không quay nữa, coi như hết cót quý vị nha. Khi hết cót rồi, quý vị và các bạn lấy một cái tu vít hai cạnh, mình sẽ tháo một cái ốc, mà cái ốc này là một cái ốc chốt, nắp chốt để giữ cái bộ phận bánh xe này. Đây, nó chỉ có một con ốc như thế này. Vâng, và một cái phe để chốt. Và quý vị các bạn rút cái bánh xe một chiều này ra, thì quý vị các bạn nhớ là tháo thế nào thì quý vị các bạn lắp như thế, thì nó không quên. Còn Văn Phạm là quen rồi, thì rất là nhẹ nhàng thôi. Quý vị các bạn lấy được một cái ổ cót này ra như thế này, rất là đơn giản thôi. Khi quý vị các bạn lấy được cái ổ cót này ra rồi, thì kiểm tra ruột gan trong cái ổ cót nó có bẩn không, nó có sạch không, cần phải rửa lau chùi như thế nào. Thì quý vị và các bạn cầm một cái ổ cót như thế này, thì bên trên nó là một cái cái nắp nồi, bao giờ nó đi ngược với bánh xe nó một bên và nắp nồi một bên. Thì trên cái nắp nồi này nó có một cái lỗ để tra dầu đấy quý vị để ý là tháo cái ổ cót ra, quý vị và các bạn sẽ nhìn thấy là cái lỗ để tra dầu, thì mình chỉ cần đưa một cái kim dầu vào, mình tra vào đầy dầu là được. Còn nếu quý vị và các bạn muốn xem cái sợi cót của mình nó có bị dính không, nó có bị bẩn không, nó có bị cháy dầu không, thì quý vị và các bạn xem Văn Phạm làm thì quý vị và các bạn sẽ làm được. Thì mình quay ngược cái nắp nồi vào trong lòng bàn tay, và cái đầu ti này quý vị và các bạn lấy một cái búa gỗ hoặc là cái đầu tô vít, quý vị và các bạn đập thì cái nắp nồi là nó sẽ bung ra. Và Văn Phạm làm cho quý vị và các bạn xem, nó rất là nhẹ nhàng thôi. Thì cái nắp nồi này bung ra rồi thì quý vị và các bạn mở xem cái sợi cót bên trong. Nếu mà cái sợi cót bên trong ấy mà nó trắng đều quý vị nha, dầu mỡ nó vẫn còn, nó không có cái màu đen, thì đấy là mình không phải tháo cái sợi cót này ra để vệ sinh.
Thì tháo cái dây con này ra thì quý vị cũng hết sức khéo léo. Quý vị và các bạn lấy một cái kềm, rút quay ngược, rút trục ra. Và quý vị và các bạn cặp vào cái lõi trong của lá cót, kéo ra sở từng vòng một thì nó sẽ ra. Còn khi ra rồi, một bác đây chắc cũng hỏi rất là kỹ và cụ thể. Khi cái lá cót nó đã ra rồi thì quý vị và các bạn nói là bây giờ ra rồi thì phải lắp vào thôi. Thì Văn Phạm sẽ thao tác cho quý vị và các bạn xem cái cách lắp. Mình vệ sinh sạch sẽ xong rồi thì bắt đầu là mình lắp cái lá cót này vào trong nồi cót. Thì cái việc này thì thực ra Văn Phạm cũng muốn chỉ rất là cụ thể cho quý vị và các bạn có thể ở nhà làm được, chứ không có giấu. Cho nên là nhiều người nói là tháo cót ra xong là ra đầu xong rửa sạch sẽ rồi, người ta không nói lắp vào như thế nào, nó rất là khó. Thì nhiều quý vị và các bạn hình dung là bây giờ cái lá cốt nó to này, lắp vào cái nồi nó khó, như nó rất là khó chứ không phải dễ. Nhưng nếu biết thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì quý vị và các bạn đặt một cái nồi cốt ngửa lên. Và mình nhớ là mình để ý cái chân tóc, chân cốt đầu tiên nó quay ở vị trí nào thì quý vị và các bạn phải lắp cái chiều đó. Không có nó ngược cốt là không lên được. Bởi vì là khi mình lắp ngược, lắp xuôi đều lắp được nhưng không chạy được. Thì quý vị và các bạn tháo ra chiều nào thì quý vị và các bạn phải lắp đúng chiều đó. Thì nó có cái loại là cót ngược và cót xuôi. Đó, một chiều như thế, quý vị và các bạn lắp như thế này cũng được mà lắp thế này cũng được. Thì mình lưu ý là mình tháo chiều nào thì mình phải lắp chiều đó. Cái đó là cái rất là quan trọng. Thì Văn Phạm sẽ vào bằng tay thôi. Thực ra là Văn Phạm cũng làm quen rồi. Còn quý vị và các bạn vào thì nên đi bao tay vào. Đi bao tay vào bởi vì sợi cót ấy, nó rất là cứng. Mà quý vào ấy thì có thể là nó gãy cót, nó đâm vào tay, hoặc nó bật cót, nó đâm vào tay, có nó xảy ra những cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Thì quý vị và các bạn hết sức lưu ý. Thì Văn Phạm sẽ lấy một cái ổ lá cót nó đúng tiêu chuẩn của cái đồng hồ này để Văn Phạm vào cho quý vị và các bạn xem chơi, để quý vị và các bạn là biết được cái cách mà vào một cái lá cốt. Thì quý vị và các bạn nhớ nhá, mình tháo cái chiều nào thì mình lắp chiều đó. Bởi vì cái lá cốt này quý vị và các bạn lật đi lật lại đều lắp được, nhưng nếu sai chiều thì khi đưa cái trục vào nó không lên được cốt. Thì đây là một cái chiều thuận của một cái lá cốt. Thì Văn Phạm sẽ vào rồi cho quý vị và các bạn xem chơi. Mình mắc cái đầu cốt đầu tiên vào một cái điểm chốt. Và cứ thế quý vị và các bạn chắc tay quấn cái lá cốt này vào. Quý vị và các bạn xem này, Văn Phạm làm bằng tay thôi, tay không thôi bởi vì Văn Phạm làm quen rồi. Nhưng quý vị và các bạn phải đi bao tay vào. Đó, mình một tay mình vào, một tay mình giữ, rất nhịp nhàng. Đó, mình quấn từ ngoài quấn vào trong. Thì quý vị và các bạn xem Văn Phạm làm thì quý vị và các bạn có thể xử lý được, tháo được một lá cốt ra và vào một cái lá cốt nó rất là dễ dàng, cụ thể. Đó, mình cứ quấn đến khi bao giờ cái ổ cốt này nó lọt được vào trong là toàn bộ. Báo cáo quý vị và các bạn đây là một cái demo thôi để quý vị và các bạn. Thì Văn Phạm vừa đi vào một cái lá cốt và một cái lá cốt trong nồi cốt. Nó rất đơn giản thế thôi. Thì Văn Phạm sẽ tháo ra để quý vị và các bạn xem. Thì mình dùng một cái kìm, mình kéo cái lõi bên trong ra, quý vị và các bạn à. Kéo ra, nó ra được một vòng cốt rồi, như thế này. Thì quý vị và các bạn nhẹ nhàng đưa tay lách vào, rửa từng vòng một, quý vị nhá. Giữ chắc tay, rửa từng vòng một. Thì quý vị và các bạn sẽ tháo được một cái lá cốt này ra. Thì Văn Phạm sẽ vào lá cốt và tháo lá cốt cho quý vị và các bạn, những người ở nhà mình muốn vệ sinh một cái lá cốt thì mình sẽ xử lý. Văn Phạm cũng khuyến cáo là cái này Văn Phạm làm quen rồi, nhưng quý vị làm chậm, chắc, nhẩn nha và rất là chắc tay thì cái lá cốt nó sẽ, đó, mình cứ xoay từ từng vòng một thì nó sẽ sở đều một cái lá cốt ra, mà đến cái điểm cuối cùng và mình nhấc khỏi đó cái vấu của lồi cốt ra là ok. Thì trên đây một bác hỏi một cái câu hỏi. Nhưng rất nhiều các bác xem thì Văn Phạm cũng làm cái demo cho các bác biết
và xem được cái cách tháo một cái nồi cót ra để vệ sinh cái lá cót. Đây ví dụ là một cái lá cót mà nó bị đây à quý vị các bạn nhìn ạ, Văn Phạm là lấy cho xem. Nó bị han thì quý vị à, thiếu dầu, han. Người ta một thời gian rất là lâu người ta không chơi, nó han như thế này. Thì những lá cót này á, khi nó han như thế này là khi đưa vào chạy nó không đảm bảo. Và Văn Phạm đã tháo và bỏ đi rồi. Thì đây là một cái demo thôi để cho quý vị các bạn xem cái lá cót mà nói là nó không han, thì quý vị các bạn xem đây. Nó rất là cụ thể, bởi vì cái đồng hồ này khả năng là cũng của một cái bác chơi để lâu không vận hành, mà cái lá cót nó sẽ han dỉ này, khi mình đưa vào cái ổ cót, nồi cót mình lên là nó sẽ đứt hoặc nó sẽ gãy. Thì quý vị các bạn hết sức lưu ý, đây là một cái vấn đề tại sao Văn Phạm nói là một cái ổ cót, một cái nồi cót là trái tim của đồng hồ. Cho nên quý vị các bạn khi tháo được cái ổ cót này ra, quý vị các bạn nhìn được toàn bộ cái lá cót bên trong, thì mình tra dầu, tra mỡ và vệ sinh trên cái nồi cót này cho nó sạch sẽ, bởi vì cái ổ cót nó là trái tim của đồng hồ. Quý vị và các bạn hết sức lưu ý. Vâng, cảm ơn một cái ý kiến của một cái bác hỏi về cái cách tháo lắp một cái ổ cót để vệ sinh như thế nào cho nó phải. Thì Văn Phạm đã làm xong một cái demo để cho gửi tới quý vị và các bạn để quý vị và các bạn xem. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn. Bác Vũ Đức Tâm có nói là bác Văn Phạm mà chia sẻ kinh nghiệm tuyệt vời đấy ạ. Cảm ơn lời động viên của bác Vũ Đức Tâm. Bác Khinh Công Nguyễn thì cũng nói rằng là dễ đứt tay lắm. Thì cũng lưu ý với quý vị rằng là nếu mà ta tháo hay lắp cái lá cốt này ra thì cũng phải hết sức cẩn thận và nên là đi găng tay vào để bảo đảm an toàn. Còn bác Văn Phạm thì mấy bác thợ vẫn hay nói vui với nhau đấy là tay mấy ông thợ thì đều tráng inox hết rồi, cho nên là tay không vẫn làm việc được. Bác Quân Vọng Cổ thì cũng nói rằng là bác là người thợ rất có tâm, không giấu nghề, rất đáng trân trọng. Và cảm ơn lời động viên của bác Quân Vọng Cổ. Tiếp theo nữa thì có một câu hỏi của vị khán giả là bác Nguyễn Viết Hào. Chào bác Văn Phạm, cho tôi hỏi, tôi có chiếc Zeros 2 bản. Lúc điểm chuông 15 phút thì không điểm. Đến số 12 thì vẫn bỏ sót một bản nên không điểm giờ. Đó, thì bác Nguyễn Viết Hào đang hỏi về cái đồng hồ Zeros nhà bác ấy, Zeros 2 bản nhạc. Và nó đang trục trặc về cái vấn đề là không điểm chuông lúc 15 phút với lại đến số 12 là cũng không điểm. Cho nên là nó bỏ luôn cả điểm giờ. Xin bác Văn Phạm chia sẻ về cái vấn đề này với bác Nguyễn Viết Hào. Vâng, bác Nguyễn Viết Hào nha, Văn Phạm sẽ trả lời bác. Thì khi vào trả lời bác thì Văn Phạm cũng chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi cái buổi phát sóng trực tiếp này của đồng hồ cổ Tà Tấn một cái ngồi tâm sự với nhau một chút. Thực ra quý vị và các bạn hiểu là Văn Phạm và đội ngũ kỹ thuật đồng hồ Tà Tấn lên đây là tri ân cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có những cái cần phải hỏi, cần phải làm trên một cái cỗ máy thời gian, cái gì thì quý vị và các bạn comment trực tiếp. Còn Văn Phạm nói rất thật với quý vị và các bạn là trên đây rất là đông quý vị và các bạn đang theo dõi. Rất cảm ơn những cái lời khen ngợi tới đội ngũ kỹ thuật đồng hồ Tà Tấn. Thì Văn Phạm có cái quan niệm như này, đã chỉ cho quý vị và các bạn làm một cái vấn đề gì trên một cái đồng hồ nó phải cụ thể, chính xác, phải có demo. Bởi vì quý vị và các bạn không phải là thợ, cho nên là làm một cái gì nó phải chính xác, cụ thể để quý vị và các bạn xem, vừa xem chơi, vừa có thể là mình thao tác được tại nhà. Thì đấy là cái nguyện vọng, cũng là những cái của đội ngũ kỹ thuật đồng hồ Tà Tấn muốn giúp quý vị và các bạn, chứ không phải là nói sao sao, bất tuyệt, rồi thế nọ thế kia. Thì Văn Phạm không so sánh, thế nhưng mà làm một cái gì Văn Phạm nói rất thật lòng là dù ra quý vị các bạn học được hay không học được, biết hay không biết, Văn Phạm cũng không mất nghề. Mà quý vị và các bạn cũng không làm cái nghề của Văn Phạm. Cho nên là Văn Phạm đã chia sẻ, đội ngũ kỹ thuật đồng hồ Tà Tấn đã chia sẻ rất cụ thể, rất chính xác, rất đến nơi đến chốn để quý vị và các bạn có thể còn thao tác được cái công việc đó tại gia đình nhà mình. Vâng, đấy là một cái cảm ơn một bác đã chia sẻ là rất là có tâm. Thì Văn Phạm trả lời quý vị và các bạn. Về tiếp theo một cái câu hỏi, một bác vừa mới hỏi là chiếc đồng hồ Zeros 2 bản nhạc. Thì bác nói rất là cụ thể là nghĩa là bây giờ nó bị treo nhạc. Nhạc 15 nó không đánh. Thì đồng thời cũng là kim phút nó chỉ số 12 là nó cũng không đánh nữa luôn. Bởi vì
trên một cái đồng hồ ba ổ cót thì nhạc chuông nó bắt buộc là 15 phút một lần. Nghĩa là 15 phút một lần là chuông nó phải đánh, quý vị ạ. Còn nếu như mà khi 15 phút mà nó không đánh, nó bỏ thì cũng đồng nghĩa với là nó sẽ treo chuông. Đấy, mình nghĩ nôm na như thế. Thì bác chỉ hỏi như thế thôi để khắc phục kiểu nào. Thì có hai vấn đề khắc phục trước tiên. Bởi vì thật ra bác này là cái bác để bác chơi mà bác hỏi cũng rất là cụ thể như thế. Bây giờ khắc phục kiểu nào thì thật ra văn phòng nói rất thật chia sẻ với quý vị là vấn đề là nó bị sai cam. Thì nó sai cam ấy, cái nhạc nó không mở được nhạc thì tiếp theo nó cũng không mở luôn và nó nhỡ luôn cả điểm giờ luôn. Thì trước tiên bác khắc phục ở nhà. Thì nói với bác là bác tháo chiếc đồng hồ ra và tra dầu mỡ tất cả các cái bánh xe, đầu trục cốt, tất cả những cái bánh xe vận chuyển bác tra dầu mỡ đầy đủ. Thì nghĩa là như nào để cho nó trơn tru, cỗ máy nó đi vào cái hoạt động bình thường. Cái khắc phục ở gia đình nhà mình thì trước tiên là ưu tiên đến dầu mỡ. Bác tra dầu mỡ xong, bác tra dầu mỡ xong tinh tươm thì bác sẽ để một cái chiếc đồng hồ tháo ra, tháo mặt ra như thế này. Mình quay thì các bác lưu ý khi mình quay để cho nó đánh nhạc ấy, thì tất cả những cái chiếc đồng hồ và hôm nay văn phạm nói rất cụ thể để cho các bác biết được mỗi một cái khung nhạc là cái bộ phận cam nó phải mở hai lần. Quý vị nhá, quý vị và các bạn nghe đánh tách một cái là nó đánh nhưng không phải đâu. Đây quý vị và các bạn để ý cái lá gió điều tốc này văn phạm quay kim thì quý vị sẽ biết là tại sao văn phạm nói là nó mở hai lần. Cái lần thứ nhất là nó nhấc khỏi lấy, đây quý vị và các bạn thấy nó xoay, cái điều tốc lá gió nó xoay. Lần thứ hai nó sập khỏi cái bánh xe múi khế thì bắt đầu nó với vận hành về nhạc, quý vị nha. Đó thì cái lần thứ hai quý vị và các bạn nghe thấy nó sập đánh tách một cái thì thực ra trên cái đồng hồ nhạc chuông là nó đều phải mở lẫy hai lần, quý vị nhá. Quý vị lưu ý, văn phạm sẽ làm lại cho quý vị và các bạn. Đây khung giờ 30, mở lần thứ nhất thì nó chỉ tới số 5 thôi, là nó quay đây, quý vị và các bạn để ý này, nó quay lần thứ nhất đó là nó đứng lại, đấy là nó mở lần thứ nhất. Khi nó đến đúng số 6 là bắt đầu nó sập bánh xe mũi khế thì bắt đầu là bộ vồ nhạc bắt đầu nó phải hoạt động. Thì nhiều người á, tại sao văn phạm phải nói kỹ như thế, nói kỹ như thế để cho quý vị và các bạn thao tác vận hành cái cỗ máy của nhà mình để cho nó đúng quy trình. Thì mỗi một lần quý vị và các bạn quay cái kim phút này để lấy chuông, nghe chuông thì hoặc là lấy giờ, thì quý vị và các bạn lưu ý này, mình quay nhẹ nhàng, đừng quay nhanh. Để làm gì ạ? Để cho nó mở lần thứ nhất qua đi. Đó, văn phạm quay rất nhẹ nhàng, mở lần thứ nhất. Lần thứ hai nó sập lấy thì bắt đầu là nó với thao tác được cái bộ nhạc này. Đấy là cái nguyên tắc của cái bộ phận đánh nhạc, nó là như thế. Thì bác kiểm tra, bác lắp cái kim phút và bác quay, bác kiểm tra, quay nó chậm thôi. Có thể bác quay nhanh, nó vượt đi, nó cũng không đóng được và không mở được cái lẫy cam của cái bộ phận nhạc. Đấy, bác lưu ý tra dầu mỡ và vận hành chậm chãi. Còn cái chỉnh cam để cho nó đi vào quỹ đạo thì chắc chắn bác không chỉnh được. Văn phạm nói rất thật, thì bác gần nhất ở một cái điểm nào người ta cân chỉnh đồng hồ hoặc bác tới 483 Nguyễn Khang, văn phạm sẽ hỗ trợ bác cái việc này được. Vâng, cảm ơn ý kiến của bác hỏi về cái chuyện là bây giờ của bác là nó đang bị sai cam. Vâng, gửi comment về cho chương trình, bác Nguyễn Dũng có nói rằng là chương trình hay. Bác Nguyễn Văn Hồng nói là quá hay và thật ý nghĩa. Bác Khả Tình xin cảm ơn hai bác rất nhiều ạ. Vâng, và rất là nhiều cái lời comment động viên. Bác Tống Văn Kiều cảm ơn bác đã chia sẻ kinh nghiệm. Vâng, rất là nhiều cái lời động viên gửi về cho chương trình, cho những người thực hiện chương trình. Rất là cảm ơn các bác đã luôn ủng hộ, luôn theo dõi và tham gia vào cái chương trình phát sóng này.
Và tiếp theo thì để cho bác Văn Phạm giải lao một chút để dùng chén trà, thì xin mời các bác lại tiếp tục tham quan một chút cái không gian của đồng hồ cổ Tạ Tấn. Mấy ngày hôm nay thì đồng hồ cổ Tạ Tấn có về một lô những cái đèn chùm cổ châu Âu như thế này ạ. Rất là nhiều những chiếc đèn chùm. Và những cái chiếc đèn chùm này thì đều là còn nguyên bản. Rất là nhiều chiếc lắc kê vàng, nhiều tay nến, nhiều tầng. Giá cả cũng rất là hợp lý, giá nó khoảng từ 5 triệu đến 30 triệu. Thì các bác ngó nghiêng một chút, mời các bác thưởng lãm một chút để nếu như mà mình có nhu cầu trang trí cho cái không gian căn phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn nhà mình thì có thể xem xét một số cái đèn này. Chẳng hạn như thế là cái đèn nhiều tay rất là đẹp này, giá cũng chỉ có 12 triệu. Rất là nhiều tay nến đẹp, hoa văn cổ điển. Hay là những cái chiếc này nhỏ gọn, giá chỉ có 6 triệu thôi. Hay là cái chiếc đèn này, cu tí này, rất là nhiều tay. Và còn nhiều chiếc đẹp khác nữa, mời các bác cùng ngắm nghía, ngó nghiêng một chút cái hoa văn của những cái đèn châu Âu, rất là tinh tế, rất là tỉ mỉ. Đèn chiếc này là đèn 2 tầng, là mỗi tầng là 6 tay, vị trí là 12 tay nến. Đấy. Và thêm nữa cũng còn ở đây nữa. Đây là cái đèn, cái này thì một tầng và có 8 tay. Đấy. Cái gân hoa rất là đẹp. Thêm nữa thì có cả cái đèn này. Ở đây có một cái này là đèn mạ vàng 24K, có giám định là vàng 24K, đèn của châu Âu mạ vàng, cực kỳ là xuất sắc. Đèn tay nến tới 16 tay, rất là giản dị thôi nhưng mà cũng rất là sang trọng. Và cả ở đây nữa một cái đèn, cái này là chiếc đèn cỡ lớn, tay nến rất là dài, có thể dùng trang trí ở những cái không gian lớn. Chẳng hạn như là những ngôi nhà của chúng ta có cái sảnh rộng hoặc là phòng khách lớn thì có thể nghiên cứu những cái đèn như này. Có những cái phù điêu mang phong cách cổ. Và đây cũng là một cái đèn được mạ vàng 24K, rất là sang trọng. Và tiếp theo thì xin mời mọi người cùng đến với phần giải đáp tiếp tục của bác Văn Phạm. Bác Tâm Văn có hỏi rằng là vâng, có một bác hỏi về cái vẫn là hỏi về cái cót của đồng hồ. Vâng, bác Tâm Văn hỏi là chỉnh giờ thì chỉnh như thế nào anh Tạ Tấn? Bác Văn Phạm chia sẻ một chút về cái hướng dẫn cách chỉnh giờ đồng hồ cho nó chuẩn ạ. Vâng. Chào bác Tâm Văn nhá. Thực ra là cũng rất nhiều công việc, nó rất là nhiều, trả lời cũng rất là nhiều các bác, thì bác thông cảm. Bây giờ tôi mới đọc được comment của bác Tâm Văn. Bác hỏi là chỉnh giờ như thế nào cho nó chuẩn. Thì bác hỏi đây cái chỉnh giờ như thế nào cho nó chuẩn thì nó có rất là nhiều ý nghĩa. Thì bác nói là quay kim để chỉnh giờ để cho nó chuẩn thì chắc là cái việc này thì bác chỉnh được. Bởi vì cái nguyên lý của nó là khi nó sai giờ thì quý vị và các bạn chỉnh cứ 15 phút để đánh xong nhạc. Bác khi đánh xong nhạc bác lại chỉnh tiếp. Đấy là nói về đồng hồ quả lắc treo tường. Còn bác hỏi chỉnh giờ thế nào cho nó chuẩn thì thực ra ấy là bác hỏi một cái câu hỏi thì Văn Phạm cũng chỉ suy luận ra thôi. Chắc là bác hỏi là chỉnh cái quả lắc thế nào cho nó chuẩn giờ. Thì Văn Phạm cũng chia sẻ mấy cái ý như thế để nó đúng cái ý nào. Thì bác cái sẽ chỉnh theo kiểu đó. Thì cái đồng hồ, nguyên lý của đồng hồ quả lắc ấy. Thì cái tay lắc đây, nó có một cái con ốc hiệu chỉnh ở bên dưới cái bán nguyệt này. Thì quý vị và các bạn là gì ạ? Khi nếu quý vị và các bạn theo dõi trong 24 tiếng đồng hồ, nếu mà đồng hồ nó nhanh 1 phút thì đồng thời quý vị và các bạn tương ứng được quý vị nhá, vặn cái con ốc này xuống 1.5 vòng ren thì nó sẽ chậm đi 1 phút trong 24 tiếng quý vị nhá. Còn nếu nó nhanh 1 phút thì quý vị và các bạn vặn lên 1.5 vòng ren nó tương ứng. Còn nó không đến 1 phút thì mình chia ra thôi. Thì 2 phút là 3 vòng. Đấy là cái tương đối. Thì quý vị các bạn cứ hiểu như này. Ngắn cái tay lắc, nghĩa là cái
ngắn tay lắc này thì đồng hồ chạy nhanh, mà dài tay lắc thì đồng hồ chạy chậm. Thì các bác, các anh hiệu chỉnh cái con ốc ở dưới cái đuôi tay lắc này, vặn lên thì đồng hồ chạy nhanh và vặn xuống đồng hồ chạy chậm. Thì Văn Phạm hiểu cái comment của bác ấy hỏi là chỉnh như thế nào cho nó chuẩn giờ. Thì nó có hai cái vấn đề đó, thì bác rơi vào cái nào thì bác chỉnh như thế trên cái đồng hồ tay lắc nhá. Đây Văn Phạm đang xử lý trên các cái đồng hồ quả lắc nói chung, kể cả chiếc đồng hồ này cũng thế, nó cũng có cái quả lắc ở bên trong. Tất cả những cái đồng hồ quả lắc đều có con ốc ở bên dưới cái bát giác mặt huyệt. Thì quý vị và các bạn sẽ chỉnh cái con ốc đó, nghĩa là ngắn tay lắc lại thì đồng hồ chạy nhanh, và dài tay lắc đồng hồ chạy chậm. Vâng, cảm ơn ý kiến của anh. Vâng, và thêm nữa thì vị khán giả bác Thường Đỗ, chào bác cho tôi hỏi kim giờ đồng hồ vai bò khi lắp vào chụp nó chặt hay là có độ dơ, xin bác chỉ giúp. Tôi xin cảm ơn, kính chúc bác và gia đình luôn mạnh khỏe. Vâng, bác Phạm sẽ lấy một cái demo để gửi tới bác. Vâng, đây là một cái bộ kim của cái đồng hồ vai bò, Văn Phạm lấy demo thôi để cho bác xem. Thì trên cái bộ kim này thì nó có kim phút và kim giờ. Vâng, chào bác nhá. Văn Phạm nói lại vì nó đang trục trặc một chút. Thì trên cái bộ kim thì nó có kim phút và kim giờ. Thì trên cái kim giờ này, chiếc đồng bảo hồ, bác nói là rõ là chiếc đồng hồ vai bò, thì nó có cái ốc kim như thế này bác này. Ê, Văn Phạm sẽ kẹp cho bác xem. Trên cái ốc kim này nó sẽ làm đôi. Để làm gì ạ? Để cho nó mút cái trục của cái kim giờ. Thì cũng đồng nghĩa với là gì? Khi bác ấn cái kim này vào, bác ấn vào cái trục kim giờ nó phải chặt. Nếu mà nó bị lỏng ấy, nó long lay, nó lỏng ấy, thì bác lấy một cái kềm băng nỉa hoặc là bác bóp vào một chút để cho nó chặt. Khi mình lắp cái kim giờ này vào nó phải chặt. Thì khi đồng hồ nó chạy, nó không bị long và sai giờ. Còn nếu nó chưa đúng giờ với múi giờ thì quý vị và các bạn xoay được tự do. Hoặc là quý vị và các bạn là 9 giờ mà nó đánh 8 tiếng thì quý vị chỉ việc quay cái ốc kim này thôi, cầm cái kim quý vị quay ngược quay xuôi đều được hết. Trên cái đồng hồ mà ốc kim nó không có cá quý vị nha, là mình đều xoay được. Nếu nó ở khi điểm giờ nó điểm bao nhiêu tiếng thì quý vị đồng nghĩa với để cái kim giờ lại nó ở vào số đó, thì tất cả các cái khung giờ sau nó sẽ chuẩn. Thì đây là một cái kim của đồng hồ vai bò, nó thể hiện đây. Quý vị và các bạn để ý là trên này nó có ốc kim mà mình chỉ việc đút vào và mình ấn chặt thôi, không phải vặn viếc gì cả quý vị nhá. Ấn chặt vào nó rất là mút. Bởi vì quý vị và các bạn nhìn Văn Phạm phân tích rõ là trên cái ốc kim này nó xẻ làm đôi và nó bóp côn vào. Khi mình đút vào nó to thì nó doãng ra, nó cặp rất là chặt. Thì quý vị chỉ việc là ấn vào, đút ra thôi. Vâng, cảm ơn ý kiến một bác đang hỏi về cái ốc kim giờ. Vâng, và bác Quang Trung Mỹ thì có hỏi là bác chia sẻ cách vệ sinh cót như thế nào hiệu quả nhất. Cảm ơn bác và chương trình. Chắc là bác hỏi cái cách vệ sinh lá cót đấy. Thực ra Văn Phạm cũng vừa làm ở đầu video rồi. Cái cách tháo một cái ổ cót và bộ phận cót ra để vệ sinh như thế nào cho nó tốt nhất. Thì chắc chắn quý vị và các bạn nhìn thấy ở đây, một cái lá cót mà khi nó đã bị hoen rỉ hoặc là quý vị và các bạn là nó cháy dầu, nó có một cái lớp hắc ín ở trên cái mặt lá cót này,
thì cũng đồng nghĩa quý vị và các bạn lên căng nó không sở ra được. Quý vị và các bạn phải nên nhớ khi cái lá cốt nó sở ra trong nồi cốt là cái ma sát nó rất lớn. Quý vị nha, cái ma sát nó rất lớn mà nó bị dính ấy, là nó mất lực kéo, lực sở thì cái đồng hồ nó chạy yếu đi. Thì ta phải vệ sinh vệ cốt cái loại cái lá cốt rồi. Thì quý vị và các bạn tháo cái lá cốt này ra, quý vị và các bạn ngâm dầu, dầu diazen quý vị nhá. Và mình đánh rửa lau chùi thật sạch thôi. Bao giờ mà nó không còn cái dầu cặn nó bám trên cái mặt lá cốt này nữa là đặt tiêu chuẩn. Thì quý vị và các bạn lại lắp vào và tra cái dầu chuyên dụng của đồng hồ vào. Thì là gì ạ? Là để cho cái lá cốt khi nó sở ra nó trượt trên cái ma sát này nó có dầu mỡ. Thì là nó sẽ vận hành rất là nhẹ nhàng, trơn tru, lực kéo nó tốt hơn. Vâng, cảm ơn một ý kiến của bác. Vâng, xin gửi lời chào đến bác Nguyễn Duẩn, bác Đoàn Việt Hùng, bác Vũ Long, bác Phạm Văn Sơn, bác Tô Văn Ngọc. Rất là đông các bác đang theo dõi chương trình. Chào bác Vũ Nhất, bác Quyết Đoán, bác Nguyễn Sang, bác Putin, bác Hằng Hưng, bác Nguyễn Duy Thành. Vâng, đây là chương trình phát sóng trực tiếp của đồng hồ cổ Tạ Tấn, chia sẻ các cái kinh nghiệm sửa chữa bảo dưỡng đồng hồ. Và từ đầu chương trình đến giờ thì bác Văn Phạm đã chia sẻ rất là nhiều các cái vấn đề liên quan đến những cỗ máy đồng hồ, chẳng hạn như thể là cách tháo lắp ổ cót, tháo lắp lá cót đồng hồ, cách căn chỉnh cái đồng hồ nó bị sai giờ, sai chuông, hay là các cái vấn đề liên quan khác. Thì chương trình của đồng hồ cổ Tạ Tấn phát sóng 12 giờ trưa các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Các bác có cái thời gian rảnh vào cái khung giờ này thì có thể theo dõi trực tiếp chương trình trên kênh Facebook của đồng hồ cổ Tạ Tấn. Còn nếu như không có thời gian thì các bác có thể xem lại ở trên kênh YouTube của đồng hồ cổ Tạ Tấn. Vâng, Văn Phạm trả lời nốt một cái câu hỏi của một bác là đang hỏi là một chiếc đồng hồ của lắc là mình tra dầu căn cứ như thế nào, tầm bao nhiêu lâu thì phải tra dầu. Thì Văn Phạm chia sẻ luôn. Thì quý vị và các bạn lấy một cái lọ dầu chuyên dụng. Thì một chiếc đồng hồ tra dầu thì quý vị và các bạn nên 6 tháng tra một lần. 6 tháng đến 1 năm quý vị nhá, lâu nhất là 1 năm. Thì quý vị và các bạn tháo chiếc đồng hồ đó ra như trên tay Văn Phạm này. Quý vị và các bạn tra tất cả vào bánh xe chuyển động và tất cả các cái lỗ cốt trên một chiếc đồng hồ. Mỗi một cái lỗ cốt quý vị và các bạn chỉ cần tra một giọt dầu thôi. Thì tra một cái đồng hồ thì thực ra nó chỉ hết độ 5 phút thôi. Quý vị và các bạn lưu ý là mình 6 tháng 1 năm quý vị và các bạn phải tra một lần. Còn những chiếc đồng hồ mà phải cần đưa đến thợ cân chỉnh, lau dầu, cân chỉnh lại tất cả các cái lỗ cốt thì quý vị và các bạn khi mỗi một lần làm như thế từ 5 đến 10 năm quý vị và các bạn mới phải xử lý lại. Bởi vì trên một cái chiếc cái cỗ máy ấy, từ thời Pháp người ta làm rất là đảm bảo về cái kỹ thuật. Cho nên là quý vị và các bạn nếu như cần phải xử lý một chiếc đồng hồ thì mỗi một lần xử lý thì sau cái lần xử lý đó nó phải từ 5 đến 10 năm quý vị nhá. Cho nên là mình không lo, những chiếc đồng hồ thường thường Văn Phạm gọi vui là nó trường tồn. Nó chạy tương đối trường tồn. Nếu quý vị và các bạn tiêm dầu mỡ tốt trên một chiếc đồng hồ thì 5 10 năm nó chạy không là cái gì cả. Cho nên quý vị và các bạn hết sức lưu ý là mình dầu mỡ thì từ 6 tháng đến 1 năm quý vị và các bạn nên tra dầu. Mua một cái lọ dầu chuyên dụng như này là không đáng bao nhiêu. Quý vị và các bạn mỗi một lần tra dầu chỉ hết độ 5 phút đồng hồ thôi. Thì chiếc đồng hồ nó sẽ vận hành tốt với quý vị và các bạn. Vâng, cảm ơn ý kiến của một quý vị vừa mới hỏi cái thời gian tra dầu nó rơi vào thời gian bao nhiêu lâu. Thì thời gian phát sóng cũng đã hết, cho Văn Phạm ngừng lời. Đội ngũ kỹ thuật đồng hồ Tạ Tấn cũng tạm ngừng tại đây. Kính chúc quý vị và các bạn đã theo dõi cái buổi phát sóng trực tiếp của đồng hồ cổ Tạ Tấn.